tóc đủ chưa? Vén vén cái tóc cho tao coi mày đánh má Hường nay sao đẹp quá vậy? Chú. Ê, trời ơi. Thì nữa. Trời ơi. Con khổ quá mà chú. Khổ sao nó thì cái coi. Chuyện khổ của em á hả, cả sớm cả làng biết chứ đâu hả, cần mà em qua em nói riêng với nhà chị như vậy. Đúng rồi, nhìn cái mặt mày là biết là hồng nhan bạc mệnh rồi. Nhưng mà chú cũng hiểu đó, bình thường á, chồng con ổng lúc mà ổng không có rượu chè, ổng không có xỉn á là ổng hiền như cục đất. Mày còn binh nó nữa, trời ơi. Hiền thiệt không? Thiệt. Là lúc mà không có xỉn là nó hiền phải không? Hiền, nhưng mà không biết sao lúc mà uống vô rồi cái là nó quánh mày. Đó. Thiệt luôn á, con không hiểu nổi á. Cán bộ phường xã hội phụ nữ mình đâu? Em phải lên tiếng người ta mới bảo vệ em chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Chi chị? Dù gì cũng là chồng của em mà. Em nói rồi đó, bình thường anh hiền dữ lắm, đâu có thể nào mà kêu người ta sao được. Rồi là sao, là sao? Thì bây giờ chị nói rồi, những cái người phụ nữ mà rơi vô trường hợp của em, mình phải mạnh mẽ, mình tự bảo vệ mình. Mình lấy gì đi. Lấy gì chị? Chứ bây giờ em cứ để người ta đánh em hoài không? Không. Ê. Chị vậy là không được đâu. Em nghe người ta nói hả, là chồng em á có thể là bị sang chấn tâm lý từ lúc nhỏ đó, chứ cái chuyện mà cái tính mà bạo hành á đâu thể nào một sớm một chiều bộc phát ra được. Và những cử chỉ hành động bạo lực này á là đã có từ rất lâu trong tâm trí của chồng con đó. Mà dù gì cũng là chồng vợ, chồng ở với nhau đâu phải nói chia tay là chia tay được đâu, nên con quyết tâm là con phải tìm ra được nguyên nhân tại sao. Rất ơi, rồi mày định tìm đến chừng nào con? Thì con đợi con sao? Chút dạ, đợi con chút. Dạ em nghe nè mình. Dạ em về liền nè mình. Dạ mình đợi em chút xíu nha. Dạ chú ơi, chồng con tỉnh rồi, chồng con không có xỉn nữa, con về nấu cơm cho chồng con về nha chú. Em về nha chị. Những mâu thuẫn, những rắc rối cần tìm ra lời giải đáp. Hãy để các chuyên gia gỡ rối. Vitamin Hạnh Phúc rất vui được quay trở lại cùng với quý vị khán giả. Tửu nhập tâm như hổ nhập lâm, một cái câu nói mà ông bà mình đã từng hay nói, có nghĩa là một người bình thường á, là nhìn rất là hiền từ, nhưng mà khi có hơi men vào, có rượu vào trong người thì bỗng dưng trở nên mạnh mẽ bất thường, và thậm chí là làm những cái chuyện mà khi họ bình tĩnh thì không bao giờ họ làm. Đó là có thể ra đòn, có thể bạo hành, có thể tác động vật lý đến ngay cả những cái người thân yêu của mình. Và vốn những người thân yêu đó họ đang rất là vô tội. Điều đáng nói ở đây đó là sự dung túng mà chúng ta đã dành cho cái hành động này. Sự dung túng này có thể đến từ nguyên nhân là chúng ta không có biết được bản chất của vấn đề. Ở chúng ta luôn cho rằng là căn bản là chồng tôi hiền lắm, anh ấy tốt lắm, chỉ có khi nào mà anh ấy có rượu vào trong người mới như vậy mà thôi. Nếu như thực sự đây là một cái hiểu biết đúng, thì một cái người chồng có trách nhiệm, một người chồng biết yêu thương vợ, phải là một người chồng cảm thấy hối lỗi, ăn năn với những cái lần mà mình đã lỡ có hơi men. Và vì cái tình yêu đủ lớn mà tôi dành cho gia đình của tôi dành cho vợ con của tôi, thì tôi buộc phải nói không với bia rượu. Và tôi có thể cai rượu, thậm chí là tôi xây dựng lại một cái lối sống khác. Nhưng nếu như người ta biết cái điều đó và người ta vẫn cảm thấy nó bình thường, thì điều này có nghĩa trong nhận thức của họ, việc một người vợ bị chồng tác động vật lý, một người yêu thương của mình bị mình tấn công, đối với họ nó cũng không quan trọng lắm đâu. Và khi họ nghĩ như vậy thì cái mà chúng ta cần nhận ra là một thứ khác rồi. Đó là việc bạn đang có một cái người bạn đời bình thường hóa cái việc tác động vật lý. Bạn đang có một cái người chồng mà cho rằng cái việc anh ta có đánh bạn, có xuống tay với bạn, có dùng bạo lực với bạn cũng là một câu chuyện không có gì để đáng nói. Và khi anh ta nghĩ rằng đây là chuyện không có gì đáng nói thì nó mới là câu chuyện cần phải nói cho nhau nghe. Đó là thực sự thì cuộc sống của bạn có hạnh phúc không? Bạn có nhận được sự tôn trọng từ người chồng của mình không? Người chồng ấy có thực sự coi gia đình là một cái nơi cần được bảo vệ và vun bồi với cái trách nhiệm của mình hay không? Thì người vợ phải rất là thấu đáo để nhìn ra điều này. Bạn cần phải được an toàn trong một cái bối cảnh gia đình, thì gia đình của bạn sau đó mới có thể trả lời được tiếp những cái câu hỏi là nó cần phải được hạnh phúc như thế nào. Các chị em phụ nữ và những người xung quanh cần phải hiểu bản chất của vấn đề này, để hiểu rằng bạo lực nó không đơn thuần là việc mà tôi làm nó trong lúc tôi có ý thức hay là tôi không có ý thức, lúc tôi tỉnh hay là lúc tôi say. Mà vấn đề ở chỗ là tôi đã không xem trọng cái việc bồi đắp cái gia đình này và bảo vệ cái sự an toàn cho những thành viên trong gia đình. Đấy là cái điều mà người vợ cần phải nói với chồng mình khi chồng mình đã hết rượu, khi chồng mình thật sự tỉnh táo. Còn bây giờ thì thời lượng của Vitamin Hạnh Phúc ngày hôm nay đến đây xin phép được tạm dừng.
Hẹn gặp lại quý vị khán giả ở số phát sóng kế tiếp.